Thanh niên tố bị cảnh sát giao thông dùng gậy tác động, được công an mời lên làm việc. Cựu MC chào buổi sáng VTV1 bị tai nạn giao thông đến biến dạng khuôn mặt. Nam thanh niên bị xe tải cuốn tử vong do quay đầu bất cẩn. Chạy án cho bị cáo, nguyên phó tranh án tỉnh Bạc Liêu lĩnh 4 năm tù vì nhận hối lộ bằng tiền và thể xác. Điều tra vụ người đàn ông tử vong sau khi bị tạm giữ xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh youtube của báo sức khỏe và đời sống vừa rồi là một số thông tin chính sẽ có trong chương trình ngày hôm nay còn bây giờ mời quý vị đón xem phần thi chi tiết liên quan tới vụ nam thanh niên tố bị cảnh sát giao thông dùng gậy tác động khiến cho mắt người này tổn thương nghiêm trọng tới mức phải mổ mắt xác nhận vụ việc và điều tra công an đã mời nam thanh niên lên làm việc và có những báo cáo ban đầu về thông tin này theo đó vào ngày 22 tháng 8, Phòng Cảnh sát Giao thông Đường bộ Đường sắt Công an thành phố Hồ Chí Minh, PC08 đã gửi giấy mời đến anh DNN, 22 tuổi quê Tiền Giang, người khiếu nại bị gậy của cảnh sát giao thông tác động làm tổn thương mắt nghiêm trọng đến trụ sở để làm việc. Phòng PC08 cho biết, cán bộ cảnh sát giao thông của đội cảnh sát giao thông rạch chiếc cũng đã có báo cáo ban đầu về sự việc. Nguyên nhân dẫn tới vụ việc trên là anh N không dừng lại theo hiệu lệnh của cán bộ cảnh sát giao thông mà tiếp tục di chuyển. Theo đơn khiếu nại, anh N cho biết, khoảng 11 giờ 55 phút ngày 13 tháng 8, khi đang trên đường giao thức ăn cho thú cưng trên xa lộ Hà Nội, hướng đi cầu rạch chiếc, đến đoạn cách ngã tư Bình Thái khoảng 100 m thì gặp một tổ cảnh sát giao thông gồm khoảng 5 đến 6 cán bộ mặc sắc phục. Anh N chia sẻ, ban đầu tôi chạy làn xe máy với vận tốc khoảng 55 km h Tôi bị vẫy vào, chưa dừng lại thì có anh cảnh sát giao thông chạy ra dùng cây gậy điều khiển giao thông, đánh thẳng vào mắt kính bên trái tôi đang đeo. Mắt kính bị vỡ, tôi cảm giác lực rất mạnh. Ngay khi tôi nhìn thấy anh cảnh sát giao thông chạy ra, tôi đã giảm vận tốc. Tôi chạy qua khoảng tầm 50 đến 100 m thì phải tấp xe vào lề vì cảm nhận mắt bị tổn thương. Sau đó anh phải rẽ vào đường song hành, quay lại chốt và đề nghị tổ cảnh sát giao thông đưa mình đi bệnh viện. Anh nờ kể, tôi hỏi lúc nãy anh nào vừa đánh em, trở đi bệnh viện, giờ mắt em chảy máu không chạy xe được thì các anh đều trả lời không biết. Lúc đó có khoảng 6 đến 7 anh cảnh sát và có xe công vụ nhưng không ai hỗ trợ đưa tôi đi. Cách anh nói tôi đậu xe qua một bên và tự kêu xe ôm đến bệnh viện. Tôi được đưa đến hai bệnh viện nhưng họ đều cho rằng tình trạng mắt tôi quá nặng, mảnh vỡ mắt kính găm vào mắt, phải điều trị chuyên khoa. Đến 17 giờ tôi được các bác sĩ bệnh viện mắt thành phố Hồ Chí Minh mổ cấp cứu. Tới chiều ngày 18 tháng 8, anh N được cho xuất viện về nhà theo dõi. Cũng theo anh N, trong lá đơn gửi tới cơ quan chức năng, anh N có nêu đề nghị cơ quan xem xét tình trạng trên làm rõ trách nhiệm của cán bộ đã gây thương tích xử lý trách nhiệm đó và đưa ra biện pháp bồi thường thiệt hại thích đáng cho người bị hại là tôi đồng thời kính mong quý cơ quan xử lý nghiêm sự việc này nhằm tránh tiếp diễn tình trạng trên gây hậu quả nghiêm trọng tiếp theo trong xã hội Hiện cơ quan chức năng đã vào cuộc làm rõ. Tất cả những thông tin mới nhất về vụ việc sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật từ quý vị. Thưa quý vị, mới đây, cựu MC, biên tập viên nổi tiếng của VTV Trương Việt Phong tiếp tục bị tai nạn giao thông nghiêm trọng sau gần một năm. Vụ tai nạn này khiến cho anh ảnh hưởng nặng nề với khuôn mặt nhiều vết thương. Viết trên trang cá nhân, cựu MC cho biết giữa đường vào 3 giờ sáng, may mắn được hai người tốt bụng đưa đến bệnh viện kịp thời. Theo đó, ngày 22 tháng 8, trên trang cá nhân, cựu MC của VTV, MC Trương Việt Phong báo tin anh vừa trải qua một tai nạn giao thông nghiêm trọng theo lời nam MC, anh gặp sự cố giữa đường, may mắn được hai cô gái tốt bụng đưa vào bệnh viện kịp lúc. Trương Việt Phong chia sẻ, 3 giờ sáng tôi tỉnh lại sau khi bác sĩ khâu các vết sách ra trên mặt và cũng đã làm các thủ tục kiểm tra sức khỏe. Bên cạnh đó, nam MC cũng cho biết thêm, trên đường đi làm về và di chuyển đến điểm hẹn cùng đồng nghiệp, do không kiểm soát được tốc độ nên tôi đã đâm thẳng vào một phương tiện đi hướng ngược lại. Cú va chạm khiến tôi loạn trọng, cắm mặt xuống đất. Máu ra nhiều khiến tôi thấy hoảng lắm. Lúc đó người đi đường có mặt rất đông, họ cố tìm thông tin của tôi để liên lạc với người thân, trong khi những cô gái tốt bụng đưa tôi vào bệnh viện. Cú tông mạnh khiến gương mặt bị chảy xước khá nặng, phần mũi bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Do va đập mạnh nên cơ thể cũng bị tổn thương và bầm tím nhiều chỗ. Nam MC chia sẻ, cả đêm tôi cảm thấy đau đầu không ngủ được, tôi vẫn đang uống thuốc và được bác sĩ theo dõi. Mọi sinh hoạt của anh đều phải nhờ người thân trợ giúp. Trên trang cá nhân, nam MC cho biết, cách đây một năm, anh cũng bị tai nạn giao thông. Vụ tai nạn khiến anh phải trải qua ca phẫu thuật kéo dài hơn 3 tiếng. Nam MC kể, lần đó anh phục hồi cũng khá nhanh và đang chuẩn bị phẫu thuật để lấy 14 con đinh ốc ra khỏi xương. Nào ngờ tai nạn lại ập tới. Đứng trước những chấn thương sau tai nạn, anh Phong trải lòng. Lần này tôi bị chấn thương nhiều ở phần mềm, gương mặt cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng nên sẽ mất thời gian dài, tôi mới có thể tiếp tục công việc truyền hình được. MC cũng bày tỏ lòng biết ơn khi được khán giả, đồng nghiệp, bạn bè liên lạc hỏi thăm động viên. Đồng thời, đây cũng là lần thứ hai trong tháng 7 âm lịch, hay còn được gọi là tháng cô hồn anh bị tai nạn. Mặc dù có thể là một sự trùng hợp ngẫu nhiên, vậy nhưng mọi người cũng cần cẩn thận hơn, tránh những điều kiêng kỵ trong tháng này, bởi các cụ vẫn hay nói rằng có thờ có thiêng, có kiêng có lành. Bên cạnh đó, có rất nhiều những vụ tai nạn giao thông xảy ra do chủ quan khi đi đường vào đêm muộn. Thấy đường vắng vẻ nên xảy ra trường hợp phóng nhanh vượt ẩu, dẫn tới không làm chủ được tốc độ khi xảy ra tình huống trên đường. Mỗi người dân cần nâng cao việc đảm bảo an toàn giao thông, bởi điều này không chỉ giữ an toàn cho cá nhân mà còn cả với cộng đồng. Vừa qua, tại quốc lộ 1K đã xảy ra một vụ va chạm giữa xe máy và xe tải. Cú tông này đã khiến cho nam thanh niên điều khiển xe máy bị kéo lê khoảng 30 mét và tử vong trên đường tới bệnh viện cấp cứu. Qua camera, nhà dân trích xuất ghi lại được cảnh vụ tai nạn. Theo đó, nam thanh niên trong lúc quay đầu xe không để ý nên đã dẫn tới vụ việc thương tâm này. Theo camera an ninh, gần 21 giờ ngày 21 tháng 8, xe tải mang biển kiểm soát 60C29835 chạy trên quốc lộ 1K hướng từ Đồng Nai đi thành phố Hồ Chí Minh. Khi xe tải đi đến giao lộ với đường Lộ Ô thuộc phường Đông Hòa, thành phố Di An và chạm với xe máy do anh Võ Minh Tiến, 30 tuổi, quê Hà Tĩnh điều khiển chạy hướng ngược lại và đang vòng qua giải phân cách để quay đầu. Cú va chạm mạnh khiến nam thanh niên và chiếc xe máy chui lọt dưới gầm và bị xe tải kéo đi khoảng 30 mét. Vụ tai nạn này khiến nam thanh niên nằm bất động ở hiện trường. Ngay sau đó, nạn nhân được đưa tới cấp cứu tại bệnh viện nhưng không thể qua khỏi cơn nguy kịch dẫn tới tử vong. Nhận được tin báo, công an thành phố Di An đã đến khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera để làm rõ nguyên nhân. Ngày 22 tháng 8, công an thành phố Di An tỉnh Bình Dương đang điều tra nguyên nhân tai nạn giao thông giữa xe tải và xe máy trong vụ việc này. Xin được chuyển sang các thông tin khác. Thưa quý vị, liên quan tới vụ nguyên phó tránh toàn nhân dân tỉnh Bạc Liêu được nữ bị can nhờ chạy án treo. Người này đồng ý nhưng đi kèm với điều kiện để chạy án cần lót tay 100 triệu đồng, đồng thời cho ông ta được quan hệ. Vụ việc vỡ lở mới đây, nguyên phó tránh đã phải nhận cái kết cho hành động của mình với mức án 4 năm tù kèm theo tội danh nhận hối lộ. Theo cáo trạng, đầu năm 2022, bà DHT, ngụ tại huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu, bị phát hiện có hành vi trộm cắp tại ấp Vĩnh Tiến, xã Vĩnh Mỹ A, huyện Hòa Bình. Tòa án nhân dân huyện Hòa Bình sau đó tuyên phạt 6 tháng tù giam đối với bà T về tội trộm cắp tài sản. Khi chờ xử phúc thẩm, bà T thông qua quen biết đã nhờ nguyên phó tranh án, tòa án nhân dân tỉnh Bạc Liêu, Châu Văn Mỹ chạy án để được hưởng án treo. Ông Mỹ nhận lời và đòi bà T phải đưa cho Mỹ 100 triệu đồng, đồng thời ông này cũng đưa ra yêu cầu được quan hệ với bà T. Vì muốn giảm nhẹ hình phạt, do sợ ở tù không ai chăm sóc con, nên bà T đã miễn cưỡng đồng ý yêu cầu này và chi tiền cho bị cáo Mỹ. Ngày 8 tháng 11 năm 2022, Tòa án Nhân dân tỉnh Bạc Liêu xét xử phúc thẩm đối với bị cáo T. Ông Mỹ là một trong ba thẩm phán của phiên tòa này. Kết thúc phiên tòa phúc thẩm, bị cáo T được tuyên 6 tháng tù nhưng cho hưởng ăn treo. Đến ngày 11 tháng 11 năm 2022, sau khi chạy án thành công, bị cáo Mỹ lái ô tô đến một nhà nghỉ trên địa bàn thành phố Bạc Liêu gặp bà T để nhận số tiền còn lại thì bị ngành chức năng bắt giữ. Tới ngày 22 tháng 8, Tòa án Nhân dân tỉnh Bạc Liêu mở phiên xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Châu Văn Mỹ, 53 tuổi, nguyên phó tranh án Tòa án Nhân dân tỉnh Bạc Liêu với tội trạng của mình. Theo đó, nguyên phó tranh án Tòa án Nhân dân phải nhận cái kết cho việc làm của mình, với mức án 4 năm tù về tội nhận hối lộ. Ngoài ra, hội đồng xét xử còn buộc bị cáo Mỹ trả cho bị hại số tiền 80 triệu đồng. Những vụ việc xoay quanh vấn đề nhận hối lộ ngày càng diễn ra nhiều, gây nhiễu loạn xã hội. Một số bộ phận cán bộ lợi dụng chức quyền để trục lợi. Đứng trước những vụ việc trên, cơ quan lãnh đạo cần nhanh chóng vào cuộc, xử nghiêm, răn đe những cán bộ có những sai phạm tương tự. Tại cơ quan cảnh sát điều tra, công an huyện Hóc Môn vừa qua đã bắt tạm giam một người đàn ông vì phát hiện người này đang trữ 100 cây thuốc lá nhập lậu. Tuy nhiên, sau thời gian bị tạm giam, gia đình người này nhận được tin báo người thân đang nằm tại bệnh viện và tử vong. Được biết, người này trước khi bị bắt, sức khỏe vẫn bình thường. Hiện vụ việc này đang được triển khai và làm rõ nguyên nhân vấn đề. Ngày 22 tháng 8, lãnh đạo công an huyện Hóc Môn cho biết, đơn vị đã chuyển hồ sơ vụ người đàn ông tàng trữ thuốc lá điếu nhập lậu, bị thương tích trong quá trình bị tạm giữ và tử vong khi nhập viện, lên văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra PC01 công an thành phố Hồ Chí Minh điều tra xử lý theo thẩm quyền. Nạn nhân là ông NQT, 40 tuổi, cụ tại quận 12, tạm trú tại xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn. Sáng 22 tháng 8, chia sẻ với phóng viên, bà DTTG, 32 tuổi cho biết, sáng mùng 8 tháng 8, chồng bà là ông T có để khoảng 100 cây thuốc lá tại bãi đất trống ở ấp Hưng Lân, xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn. Sau đó, công an huyện Hóc Môn đến khám xét, tịch thu toàn bộ số thuốc lá này, đồng thời đưa ông T về trụ sở làm việc Đến chiều cùng ngày, bà G nhận điện thoại của cơ quan công an nói mang tư trang cá nhân cho chồng vì ông Tê bị tạm giữ để điều tra. Tôi mang đồ lên gặp và nói chuyện bình thường với chồng. Đến khoảng 18 giờ ngày 8 tháng 8, họ có cho anh Tê gọi cuộc điện thoại cuối cùng vì sẽ chuyển anh qua nhà tạm giữ, bà G cho hay. Theo lời bà G, tối ngày 15 tháng 8, công an huyện Hóc Môn gọi điện thông báo anh Tê đang chữa bệnh ở bệnh viện chờ đấy. Khi bà G cùng gia đình đến bệnh viện thì thấy anh T đã nằm bất động trong phòng. Theo giấy báo tử của bệnh viện chờ đấy, ông Tê tử vong lúc 3 giờ 26 phút ngày 16 tháng 8 và nguyên nhân là do đa chấn thương. Trước khi bị tạm giữ, sức khỏe của chồng tôi bình thường, không bị đau ốm. Tôi mong muốn cơ quan chức năng sớm làm rõ nguyên nhân tử vong của chồng tôi, bà G cho biết. Theo thông báo của công an huyện Hóc Môn về việc tạm giữ người phạm tội quả tang, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Hóc Môn tạm giữ ông T vì có hành vi tàng trữ hàng cấm thuốc lá điếu ngoại nhập lậu, phạm vào khoản 1 điều 191 Bộ luật hình sự ông Tê bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Hóc Môn tạm giữ tại nhà tạm giữ công an huyện Hóc Môn. Để làm sáng tỏ nguyên nhân tử vong của chồng, bà G đã làm đơn gửi đến cơ quan chức năng. Liên quan vụ việc, lãnh đạo công an huyện Hóc Môn cho biết đã chuyển hồ sơ lên phòng PC01 công an thành phố Hồ Chí Minh điều tra xử lý theo thẩm quyền. Vâng thưa quý vị, liên quan tới phiên đấu giá biển số ô tô đẹp sáng ngày 22 tháng 8 được nhiều người quan tâm và mong chờ. Rất nhiều người đã đặt cọc tiền trước với hy vọng sẽ đấu giá được một biển số đẹp và ưng ý. Vậy nhưng, trước sự hào hức của người dân, trang web đã phải tạm ngưng đấu giá vì một số trục trặc kỹ thuật. Sáng 22 tháng 8, phiên đấu giá biển số ô tô đầu tiên do công ty đấu giá hợp danh Việt Nam thực hiện. Theo đó, vào lúc 9 giờ 20 phút, trên trang web đấu giá biển số ô tô vào được bình thường. Tuy nhiên, một số người đăng ký tham gia đấu giá thành công đã đặt cọc tiền không thể truy cập tài khoản anh Nguyễn Tuấn Anh ở Thái Nguyên cho biết, anh đăng nhập vào tài khoản thì liên tục bị đẩy ra, màn hình chỉ hiện một màu trắng. Đến 9 giờ 30 phút, anh Tuấn Anh đăng nhập được vào trang chủ của trang web đấu giá biển số trực tuyến. Tuy nhiên lúc này anh nhận được thông báo chưa đến thời gian đấu giá. Theo anh Tuấn, anh đã gọi lên tổng đài nhưng không nhận được phản hồi. Nhiều người khác cũng rơi vào tình trạng trên khi rất khó đăng nhập hoặc phải đăng nhập rất nhiều lần mới có thể vào được hệ thống đấu giá. Một số người lo lắng việc không vào được đấu giá sẽ mất số tiền đặt cọc biển số đến 10 giờ cùng ngày, đường link trang web đấu giá biển số cũng không thể truy cập, máy tính hiện màn hình trắng và dòng chữ hệ thống đang quá tải, quý khách vui lòng quay lại sau, xin lỗi về sự bất tiện gây ra. Đến 10 giờ 22 phút, trang web đấu giá vẫn không truy cập được và hiện lên dòng chữ các cuộc đấu giá biển số ngày 22 tháng 8 năm 2023 tạm dừng vì lý do kỹ thuật. Theo thông báo trước đó, trong phiên hôm nay, cục cảnh sát giao thông đưa ra rất nhiều biển số ô tô siêu đẹp ra đấu giá. Bên cạnh những sở thích chơi xe sang thì biển số xe đẹp cũng được nhiều người quan tâm. Với nhiều người, biển số đẹp không chỉ khẳng định sự sang trọng của chiếc xe mà nó còn mang tới tài lộc, thượng lộ bình an cho người sở hữu. Phiên đấu giá biển số xe được nhiều người quan tâm. Trong thời gian tới, sự cố lỗi kỹ thuật sẽ được nhanh chóng giải quyết vấn đề này. Dịp nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 đang tới gần trong sự háo hức của người dân. Nhiều gia đình đã lên kế hoạch để có những chuyến du lịch trong thời điểm nghỉ lễ này. Trước nhu cầu khách hàng, Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu các đơn vị đảm bảo an toàn giao thông đường thủy nội địa tại các bến khách ngang sông trên địa bàn. Theo như kế hoạch nghỉ lễ, người lao động sẽ được nghỉ tổng cộng 4 ngày và đây cũng là dịp cho nhiều gia đình du lịch nghỉ dưỡng cũng như đẩy mạnh ngành dịch vụ. Vì vậy trong mùa cao điểm này, Sở Giao thông Vận tải Thành phố giao Trung tâm Quản lý đường thủy kiểm tra việc thực hiện bảo đảm an toàn giao thông đường thủy nội địa tại các bến khách ngang sông trên địa bàn đồng thời yêu cầu các chủ bến, chủ khai thác bến, người điều khiển phương tiện, phương tiện vận chuyển phải được đăng ký, đăng kiểm, người lái phương tiện có chứng nhận điều khiển phương tiện. Tất cả phải bảo đảm các điều kiện an toàn, trang bị đầy đủ phao cứu sinh cho hành khách. Trung tâm quản lý đường thủy cần phân công bố trí lực lượng cán bộ trực tại các trạm quản lý đường thủy nội địa để kịp thời giải quyết, phối hợp mọi yêu cầu thường xuyên và đột xuất, ứng cứu khi cần thiết sở giao thông vận tải thành phố giao cảng vụ đường thủy nội địa thành phố kiểm tra điều kiện an toàn đối với cầu tàu bến kè bờ luồng báo hiệu tại cảng bến thủy nội địa đặc biệt chú trọng đối với các bến đưa xước hành khách trên địa bàn đồng thời xử lý nghiêm hành vi vi phạm về vận tải hành khách lịch chạy tàu hủy chuyến giá vé thanh tra sở giao thông vận tải phối hợp kiểm tra xử lý nghiêm các hành vi vi phạm tại các bến khách ngang sông bến phà bến thủy nội địa về phương tiện người điều khiển phương tiện trang thiết bị an toàn thực hiện kiểm tra tình trạng kỹ thuật và bảo vệ môi trường các phương tiện phà, phao, bến nổi, cầu dẫn, các trang bị cứu sinh cứu đắm, phòng chống lật cháy nổ. Đồng thời cần chuẩn bị bảo đảm các phương tiện phà hoạt động và dự phòng phục vụ an toàn, thông suốt trong trường hợp mật độ hành khách, phương tiện ô tô tăng đột xuất. Quốc khánh mùng 2 tháng 9 sắp tới, chúng tôi xin chúc quý vị sẽ có một kỳ nghỉ lễ an toàn, vui vẻ, trọn vẹn nhất. Cuối bản tin sẽ là một số thông tin về tình hình thời tiết Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia dự báo thời tiết trên các tỉnh thành phố từ ngày 23 tháng 8, thủ đô Hà Nội ngày nắng nóng, gió nhẹ, chiều tối có mưa rông, người dân cần chuẩn bị sẵn các dụng cụ che mưa đề phòng cảm trong thời tiết hiện nay. Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia dự báo thời tiết ngày 23 tháng 8, phía Tây Bắc Bộ có mây Đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Riêng chiều tối mai có mưa rào và rông rải rác, gió nhẹ. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ, có nơi trên 35 độ. Phía Đông Bắc Bộ có mây, đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Riêng chiều tối mai có mưa rào và rông rải rác, gió nhẹ. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 35 độ, Riêng thủ đô Hà Nội, trời có mây, đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Riêng chiều tối mai có mưa rào và rông rải rác, gió nhẹ, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 33 đến 35 độ. Khu vực Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, gió nhẹ. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 35 độ. Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, có mây, đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Riêng phía Nam chiều tối mai có mưa rào và rông rải rác, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 35 độ. Tại Tây Nguyên, trời nhiều mây, có mưa rào và rông vài nơi. Riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có rông, cục bộ có mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31 độ. Khu vực Nam Bộ trời nhiều mây, có mưa rào và rông vài nơi. Riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có rông, cục bộ có mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin của chúng tôi ngày hôm nay cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại